Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 4 tập 1 cánh diều sách giáo khoa. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 13 viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Trang số 33. Hệ đếm thập phân gắn với một máy tính tự nhiên mà con người có sẵn 10 ngón tay. Hệ thập phân thật là 10. Hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó. Ví dụ như 10 đơn vị là được một chục. Thường thường người ta họ ra ngoài chợ người ta họ nói là bán cho một chục trứng. Chục trứng là 10 trứng. 10 trứng. Rồi nếu như 10 chục là bằng là 100. 10 trăm là bằng 1.000. Đấy, vâng vâng. Tiếp theo, bài phần 2, viết số tự nhiên trong hệ thập phân với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có thể viết được mọi số tự nhiên. Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Chẳng hạn như ví dụ như là con số là 888 có 3 chữ số 8 kể từ phải sang trái. Phải sang trái là từ bên này qua này. Mỗi chữ số 8 lần lượt là giá trị là 8. Từ này là 8 này. Đơn vị là 8 này. 8 này là 80. Số 8 là hàng chục là nó là 80 là 80. Còn số 8 là ở hàng trăm là 800. Đây, 80, 800. Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Thập phân thì cái bài tách ra là tách cái này tách ra thành tổng á, tổng. Ví dụ như cái này tách ra tổng là bằng là 800 ta cộng 80 và ta cộng 8 nên nó là trong hệ phân. So sánh các số tự nhiên. So sánh hai số tự nhiên là việc xác định xem số nào lớn hơn, số nào bé hơn hoặc là bằng nhau. Để so sánh hai số tự nhiên, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau. Thứ nhất là dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì số đó bé hơn. Ví dụ là đếm là 1, 2, 3. Số 1 đếm trước này, cho nên là số đó là số bé hơn. Nè. Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1. Đọc các số sau. Này là 651. Này là viết ở đây luôn ha. 651 là đọc là 651. 51. Rõ này là 5064. Đọc là 5064. Đọc là 800 6 10 4 800 310 310 310. Đọc là 800.000. Là số này. Số này là 910683. Đọc là bao nhiêu đây? 9 triệu. 106.000.
106.783. Rồi số cuối cùng là 573811, 3 số 0. Đọc là 573 triệu, 573 triệu. Nghìn. Câu B, viết các số sau. 24.000. 24.000. 516. Rồi này là 307.000. 421. Bài này là 1.250.017. Bài này 40.000 608. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết mẫu số sau thành tổng theo mẫu. Đây là 10.837. Là số 1 này là ở 10.000, số 0 này khỏi cần ghi, số 8 là 800, số 3 là 30 là 30, và số 7. Rồi, bài này. Bài này chúng ta sẽ có là 2 6 5 1 7 5 bằng số 2 là 200.000 0 0 1 2 3 cộng số 6 là 60.000. 1 2 3 cộng số 5 là 5.000. 0 0 0 cộng số 1 là 100 cộng 70 cộng với lại là 5 đơn vị. Rồi, chúng ta qua số này. Cái này là 1 0 5 0 6 9 4 bằng số 1 là 1.000.000 cộng với lại là số 5 là 50.000 không 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 cộng với số 6 là 600 cộng với 90 cộng với lại là 4. Rồi số này 321.126 bằng số 3 là 300.000 không 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 cộng với là số 2. Số 2 là 20.000 123 cộng với lại là số 1 là 1.000 cộng với số 1 tiếp theo là 100 cộng với lại 20 cộng với lại là 6
Là cái số cuối cùng, số này. Số này viết ở chỗ này ha. 57605 bằng 50000 cộng với lại số 7, 7000 cộng với lại là 600 cộng với lại là 5 đơn vị. Đọc qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết số liền trước và số liền sau so với số đã cho. Cái nguyên tắc mà tìm số liền trước và số liền sau, thầy lấy ví dụ như đơn giản như thế này. Ví dụ như là 4, 5 và 6. Như vậy là liền trước của nó là bên này. Thầy ghi nguyên tắc là chữ trước nha, và có chữ liền mới được. Và này là liền liền sau, có chữ liền sau nha. Như vậy đây là số đã cho. Như vậy muốn tìm số liền trước thì ta lấy số đã cho ta trừ 1. Ta trừ cho 1 thì ra số liền sau. Số liền trước. Còn muốn tìm số liền sau ta lấy số đã cho ta cộng với lại 1. 4, 5 ta trừ 1 bằng 4, 5 ta cộng 1 là bằng 6. Như vậy cái nguyên tắc như vậy. Liền trước thì chúng ta sẽ là trừ cho 1. Còn liền sau thì chúng ta cộng 1. Liền trước ta lấy này ta trừ 1, 99 ta trừ 1 là 98. Số này chúng ta chúng ta tính luôn cái này liền sau luôn ha. 99 là cộng 1, liền sau là cộng 1 là 99 cộng 1 là 100. Này liền trước, tiền trước thì chúng ta sẽ lấy này chúng ta sẽ trừ 1. Vậy là 1269. Cái này chúng ta cộng 1 là 1271. Cái này chúng ta sẽ trừ 1 là 8009. Cái này chúng ta cộng 1 là 8011. Cái này chúng ta trừ 1, 8 trừ 1 cùng 7, vậy là 2067. Nên đã cộng 1 là 2069. Nên là trừ 1 là 14049. Nên ta cộng 1 là 14051. Cứ liền trước là ta trừ 1, còn liền sau là cộng 1. Bài số 4, khoảng cách từ trái đất sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa, mặt trời được biểu thị trong bảng trên, bảng bên. Hãy sắp xếp khoảng cách từ các hành tinh trên đến mặt trời theo thứ tự gần nhất đến xa nhất. Gần nhất rồi là đến là xa nhất. Rồi bây giờ chúng ta so sánh nè. Bây giờ chúng ta xem số này có bao nhiêu chữ số đây. Này là 9 chữ số. Cái này là 9 chữ số. Cái này có 8 chữ số à. Cái này là 9 chữ số. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Rồi như vậy là số này là số bé nhất. Vậy là gần nhất. Gần nhất nè. Gần nhất là người ta yêu cầu là gần nhất đến xa nhất như thế này đầu tiên. Rồi tiếp theo thì đây là cái số 1, số 1, số 2. Vậy số 2 là xa nhất này. Số 1 ở đây là số 0, số 4. Vậy này là vị trí thứ 2, vị trí thứ 3, vị trí thứ 4. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi là sao Thủy nè. Đầu tiên là sao Thủy. Rồi thứ hai, gần thứ hai là sao Kim. Rồi thứ ba là trái đất. Và thứ tư là sao Hỏa. Sao Hỏa là xa nhất. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn phần link của blog, trong blog thầy giải đặc nhiệm bắt đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.